vâng em chào các bác nhé chào mừng các bác đã đến với kênh youtube của điện thoại dũng kiên có địa chỉ tại cầu giàm xã tân hương huyện ninh giang tỉnh hải dương số điện thoại liên hệ là 0978 336 559 và 0971 336 559 các bạn hôm nay em nên cho bác một nô iphone xr Đấy, đẳng cấp luôn các bác nhé toàn con sạc rất là ít lần 26 lần gần như máy mới cứng luôn 24 lần 21 lần Còn pin 99 này pin 97, 98 rồi 91, 90 này. Đấy, thấp nhất là nô này thấp nhất là con pin 88 phần trăm này các bác này. Đấy, cực kỳ đẳng cấp luôn các bác nhé à mà nên cây đầu tiên thì cho các bác thưởng thức này Đấy, cây này thì mới sạc qua 26 lần nhé cây này màu đen này. Đấy, cực chất luôn các bác này nhìn cái nỗ uh, chân sạc và nỗ tay nghe các bác này Đấy, rất là chất luôn các bác nhé cực kỳ chất luôn À, mới cứng chưa qua sử dụng các bác nhé Toàn hàng chất thôi Con này thì à, em đang bán với giá là 4 triệu 800 ngàn đồng các bác nhé Nồi này thì em khuyến mại cho các bác một ít Con này à, phần mềm vẫn 14.1 các bác à. Con này chưa hề nâng cấp này, Sản xuất ra cái là Nguyên luôn Chưa hề nâng cấp gì Con này sản xuất Đấy. Rất là đẹp luôn các bác nhé Pin đây pin à, 100% em check trên đấy còn trên này là báo là 99 nếu chạy lên 17 chấm thì nó sẽ báo 100 nên em cứ để nguyên các bác nhé x giờ đây con này rất là đẳng cấp luôn các bác nhé mà quay chi tiết cho các bác xem nhé rồi máy không hề có một vết nào gọi là rơi hoặc là va đập thì các bác nhé Bởi vì nó là máy mới hàng trưng bày các bác này ốc đít còn nguyên áp luôn này chưa hề vặn này các bác này Đói, rất là đẳng cấp luôn các bác nhé bác nào sử dụng con này rất là ok con này thì hai sim hai sóng các bác nhé một e sim và một sim vật lý này dùng hai sim hai sóng nguyên áp hết này à, nhận diện khuôn mặt rất là nhanh đây nhé em cài cho các bác xem này nô này các bác dùng rất là ok nhỏ gọn xinh xinh mà máy thì cực kỳ đẳng cấp luôn 4 triệu 800 000 đồng đầy đủ phụ kiện có ốp lưng có cường lực có cụ sạc có cáp sạc que chọc sim rồi phí ship các bác nhé các bác chỉ cần đặt cọc 100 000 đồng còn đâu nhận được máy kiểm tra máy và thanh toán nốt cho shipper em cực kỳ mới luôn các bác nhé rất là mới nhé em nên cây thứ hai cho các bác xem cây này thì à, sạc 24 lần các bác này rồi, máy rất là mới rất là đẹp luôn các bác nhé nô này thì được có 4 cây pin 100 thôi đâu hoàn toàn pin 9X các bác nhé. Bác nào nhanh tay thì sẽ được con pin uh, 100. Còn các bác chậm tay thì lấy được pin uh, 9X các bác nhé. Đây. Đấy. 17.2. Bản Mỹ. 64GB full chức năng hết pin 100%. Sạc có hai mươi mấy lần thì các bác biết nè. Máy nó còn mới như thế nào đây các bác nhìn này. Chưa có một uh, hạt bụi nào các bác nhé. Cực kỳ đẳng cấp. Đẹp nhất nhì Đông Nam Á này các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Con này thì cũng 17.2.1 cũng pin 100, 100 mới sạc 21 lần. Máy này thì hàng trưng à, bày chưa qua sử dụng các bác nhé, coi như mua máy mới thôi. Đấy, chỉ có một hai vết gọi là nhỏ nhỏ là vận chuyển thì nó hơi xước một tí thôi các bác nhé. Rồi. Rất là đẹp luôn các bác này. Đát thì cao, toàn 2022 2023 thôi. Đây các bác này, cực kỳ đẹp luôn nhé. Con này thì pin 99% này. Đấy, 99 với 100, trăm chả khác gì nhau các bác này. Máy rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Một con đỏ này pin 100% nhá. Đấy. con này thì pin 100% này. Còn đâu là toàn bộ là màu đen hết các bác nhé. Duy nhất có một cây đỏ 100% và một cây bỏ 88%. Cái đỏ 88 này thì em à, bán khuyến mại cho các bác là 4 triệu 500 ngàn đồng các bác này. Cũng đầy đủ phụ kiện, cũng bảo hành 1 năm hết các bác nhé. tháng đầu nỗi đổi mới luôn. Các bác à, mang về tép thoải mái trong tháng đầu tiên cảm thấy ok mà không tin tưởng cửa hàng em thì các bác có thể là mang máy sang cửa hàng khác để nhờ người ta check xem có phải là zin không các bác nhé. Check thoải mái, check từ vỏ, từ màn cho đến ruột gan bên trong. Các bác à, tháo ra kiểm tra nhớ là phải quay video cho em từ cái vạn ốc đầu tiên nhé. Đấy. Nếu như phát hiện bên trong mà nó sửa chữa các bác có thể à, bách đổi trả thoải mái các bác nhé. Cây này thì pin 98%. Máy nô này thì đẹp như chanh các bác. Con này thì 97%. Thì. Chưa bao giờ có cái nô máy nó đẹp như thế này. Nâu lắm rồi mới có cái nô máy đẹp này các bác nhé. Hai sim hai sóng này. Đấy. Hai người tình luôn các bác nhé. Đấy. Các bác nào mà mua một là mình dùng, hai là mua cho con cho cái dùng thì rất là ok cực kỳ đẹp luôn các bác này pin 95 này pin 94 này Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhé đây toàn pin 91 dùng nữa này máy như thế này mà không mua thì mua cái gì là 90 này 90 này cực kỳ đẳng cấp luôn 91 này 93 này Đấy, các bác ở gần nhà em thì có thể qua xem trực tiếp địa chỉ nhà em tại phố Cầu Giảm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương không biết đường thì kết nối cho em qua Zano hai số này em gửi định vị các bác có thể qua tới nhà em xem trực tiếp thích cây nào thì lấy cái đấy còn cách như em từ 2 đến 30 cây mà ngại không qua nhà em thì có thể là liên hệ trực tiếp cho em ừ. em sẽ cho thợ mang tận nhà rồi cài đặt Zano Facebook chuyển hình ảnh danh bạ từ máy cũ sang máy mới cho các bác nhé nên các bác yên tâm sử dụng còn các bác ở những cái vùng xa thì em có thể là gửi qua shipper Đấy, không biết thì em có thể hướng dẫn online cứ gọi điện qua Zalo này em hướng dẫn cho các bác nhé các bác yên tâm sử dụng còn những bác mua hàng em lần 2 lần 3 rồi thì cứ alo cho em là em gửi thôi không cần phải đặt cọc làm gì các bác nhé Đấy, siêu chất siêu đẹp những cái loại pin 100% sạc hai mấy lần thì trên thị trường rất là ít máy thì như mới luôn như bóc hộp các bác nhé em thì bán hàng thì đa số là bán hàng loại 1 không bán hàng loại 2 nên các bác yên tâm sử dụng các bác này. Đấy, rất là đẳng cấp luôn. Pin này. Đấy. Ama à, xin được tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video lần sau.